Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là màn hình của Samsung Tab A, có tên mã là SMB355 Tab A 8 inch, đang có mặt tại di động cao cấp Japan, bị vỡ kính. Đó, nhìn rất là khủng khiếp như này. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến máy tính bảng Samsung Tab A B355 bị lỗi màn hình, vỡ màn hình, vỡ cảm ứng, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Hiện nay Di động Cao Cấp .vn đang có đầy đủ tất cả mọi linh kiện phục vụ quá trình sửa chữa máy tính bảng Samsung Tab A nói chung và màn hình cảm ứng của Samsung Tab A B355 nói riêng phụ quý hàng. Quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của Di động Cao Cấp .vn, chúng tôi luôn có sẵn tất cả các linh kiện của Samsung Tab A thay mới với các bạn. Riêng đối với màn hình của Samsung Tab A thì tùy theo từng trường hợp sẽ có phương án sửa chữa thay mới cụ thể. Khi mà chỉ cần vỡ màn hình đó, nhưng kính vẫn còn nguyên, hoặc vỡ kính như này nhưng hiển thị bên trong vẫn dùng được đó, thì sẽ có phương án sửa chữa nhanh chính xác cho các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới màn hình, sửa lỗi màn hình của Samsung Tab A B355, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại Di động Cao Cấp .vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Tùy theo từng trường hợp cụ thể mà sẽ có phương án sửa chữa nhanh chính xác tại Di động Cao Cấp .vn. Một lần nữa, Di động Cao Cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa thay mới màn hình cảm ứng Samsung Tab A đang gọi mặt tại Di động Cao Cấp .vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa máy tính bảng Samsung Tab A hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị các bạn.